Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Bên con hôm nay có một số cây sứ Thái ghép xin được giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Đây là cây số 1. Cây số 1 mình có siêu bông, hoa hai lớp màu đỏ, siêu bông đang cho nụ nè ha. Cây siêu bông này thì nó được 5 bo. Củ của nó tầm khoảng bằng lon sữa 400g. Cây này giá 130.000, siêu bông. Số 2, LV3, hoa 3 lớp màu hồng. Hoa mới vừa hé ra nè ha. Cây này thì nó được 5 bo. Cây đang cho nụ hết nè. Cây này là số 2, LV3, cây này 130.000. Số 3 cây này hai giống Rafat, hoa 3 lớp màu hồng sọc, và Reti hoa màu vàng. Cây mình được 8 bo. Cây này giá 140.000 ha. Rafat đang cho nụ hết. Củ của nó tầm khoảng là 2 gang tay mình ha. Con đặt thử gang tay vô nè ha. Một gang tay mình nằm nửa có vọng củ nó nè. Số 4, Vân Huế 5, hoa dạng cánh kép màu hồng, có gân đỏ ha, đang cho nụ hết. Cây Vân Huế 5 này thì nó 7 bo, củ của nó thì nằm khoảng bằng cái lon sữa 400g. Cây này 130.000, Vân Huế 5. Rồi số 5 có cây Ruby, hoa 5 cánh màu đỏ, giống này thì xiên hoa ha. Cây mình 10 bo. Bộ tàn nó này ha. Giờ mình xuống mình xem củ nè. Cái củ của nó là hơn 2 gang tay của con ha. Vô vỏ 10. Cây này giá 160.000. Số 6, Long Thành 3 lớp màu đỏ. Cây Long Thành này nó 5 bo. Củ nó thì gọn thôi ha. Cái củ này nó bự hơn hộp sữa ông Thọ xíu. Cây này số 6, 110.000, Long Thành. Số 7, Khôi Nguyên, 3 lớp màu đỏ. Cây Khôi Nguyên này nó được 6 bo, vô chậu 10. Củ nó tầm khoảng hơn 2 gang tay mình nè ha. Cái củ Khôi Nguyên, vô cái chậu này nó nặng quá, xoay nhé. Cây này là số 7 ha, 150.000, Khôi Nguyên. Rồi số 8, Sĩ Thư, hoa dạng cánh kép màu hồng, cánh có viền hồng đậm ha. Cây của mình là được 7 bo. Cây Sĩ Thư này là số 8, 150.000. Bộ tàn xòe ra đều ha. Số 9 là có cây Tân Thành, hoa màu đỏ. Cây Tân Thành này nó được 8 bo. Cây này giá 130.000. Tân Thành màu đỏ đậm luôn ha. Số 10, Vân Huế 5, hoa dạng cánh kép màu hồng, có gân đỏ. Cây của mình là nó được 5 bo, 6 bo. Cây này 6 bo, có cái bo này khuất con thấy. Cây 6 bo ha, bo tàn của nó xe ra nè. Đang cho nụ ha. Củ tầm khoảng gần rưỡi tay. Cây này số 10 giá 130.000. Số 11 có cây Huyết Rồng, hoa 5 cánh màu đỏ. Cây Huyết Rồng này 4 bo. Số 11, 120.000 ha. Huyết Rồng này người ta có ghép sang cái giống siêu bông như đây nữa nè. Siêu bông cũng màu đỏ luôn, hai lớp. Củ nó khoảng bằng lon sữa 400g ha. Rồi số 12. Số 12 thì có cây Quân Tử. Quân Tử đang cho nụ nè ha. Cây này vô chậu 10 ạ. Cây mình có 8 bo. Củ to khoảng 2 gang tay con hơn ha.
Cây này số 12, 150.000. Cây quân tử. Rồi số 13, có cây cẩm hồng, hai lớp màu hồng. Cây này vô chậu chính. Cây mình 11 bo. Bo tàn của nó xòe nè. 11 bo ha. Cái củ của nó vô chậu chính bị chật chậu luôn nè. Nó làm cái chậu mình méo luôn, củ rất to luôn. Củ nó khoảng gần 2 găng rưỡi tay con vòng lại nè ha. Số 13, 150.000, cây cẩm hồng. Số 14, 14 là cây yến nhi chính. Yến nhi chính, cây này nó được 7 bo. Số 14, 150.000. Yến nhi chính đang cho nụ ha, bộ tàn xè ra tròn. Củ nó đây. Củ này 2 găng tay mình ha. 15, Rafat, 3 lớp màu hồng, có sọc. Cây ba bo. Cây ba bo ha. Nhưng bộ tàn nó ra nhiều tựa, nhìn xòe ra xum xuê luôn. Củ nó khoảng bằng lon sữa 400g. Số 15, Rafat, 120.000. 16, hai giống Vĩnh Lộc 5 và Phúc Tấn. Cây này ta ghép hai tầng luôn ha. Phúc Tấn hai bên, Phúc Tấn chung quanh nè. Phúc Tấn màu hồng, Vĩnh Lộc màu đỏ, có sọc tím nè. Cây năm bo, ghép chia làm hai tầng. Củ nó nằm gọn ha, bằng lon sữa 400g. Số 16 này 140.000. Số 17, 17 có cây Reti, hoa dạng cánh kép màu vàng. Cây 7 bo, 160.000. Cây này vô chậu 10. Đây, mình nhìn bảo tàng của nó xòe nè ha. Rồi xuống xem củ. Củ nó khoảng hơn 2 găng tay mình. Chậu này rất là nặng, xách lên. 160.000, số 17. Số 18, cây này hai giống. 18 là mình có Khôi Nguyên và Thiên Hương. Khôi Nguyên 3 lớp đỏ, Thiên Hương dạng cánh kép màu hồng. Giống có hương thơm nhẹ ha. Rồi bảo tàng nó trên. Rồi cây này nó được 6 bo. Củ nó hơn 2 găng tay mình ha. Này vô loại chậu trắng. Cắt tường. Cây này là số 18. Giá 200.000. 19, Khải Ca, 5 cánh màu tím có sọc. Cây ba bo. Vô chậu chính. Cây ba bo ha, đang cho nụ. Cây này số 19, giá 110.000. Khải Ca. 20, Ngọc Diễm, hoa 5 cánh luôn, đỏ sọc. Cây ba bo. Bo ghép khỏe nè ha, ra tựa mập nè, tựa ra dài nữa. Tựa ra rất là dài nè. Từ cái mắt ghép nó lên cái tựa, một gang tay còn dư miếng nữa nè ha. Cây mình đang ôm nụ hết. Cây này số 20, 120.000, Ngọc Diễm. 21, Minh Hoàng, hoa dạng cánh kép màu vàng. Cây Minh Hoàng này là nó được 5 bo. 130.000, cây Minh Hoàng. Củ nó bằng lon sữa 400g. 22, Kim Anh, hoa 3 lớp màu cam gân. Cây 7 bo, 140.000. Kim Anh đang cho nụ. Cái củ này ta chưa có cơi lên, con không biết nó cỡ nào ha. Nó nổi có phần trên không, con không biết củ nó to hay nhỏ. Rồi, số 22 nè, Kim Anh 140. 23, Đồng Dao 3. Cây Đồng Dao này là nó được 4 bo. Cây Đồng Dao cũng chưa cơi củ luôn ha, con không biết nó củ cỡ nào, con không có tả củ được. Đồng Dao mình đang cho nụ nè, ngọn nào cũng có cho chùm nụ ha. 130.000, cây Đồng Dao. Cái giống Đồng Dao này cái lá rất đẹp ha. Lá thon dài.
24 nguyệt cát. Cây nguyệt cát này là 4 bo. Đây. Tựa ra bo ghép ra tựa dài nè ha. Nói chung bên con bán hàng ghép ra ra tựa dài con mới đem ra bán ha. Chứ tựa còn ngắn ngắn thì con ít có khi đem ra bán lắm. Tại cái tựa ngắn cái nhiều khi mình nhổ mình gửi hàng đi bưu điện mà gửi cho đi xa này kia nó dễ bị thối nên con không có, bên con không có bán cái mà ghép ra còn ngắn. Con để tựa dài mới ra bán ha. Như tựa dài này mình vũ ra mình nhổ bưu điện á, nhổ ra mình đi. Như gửi mình đi xa về tới nơi cái thì cái lá nó sẽ vàng rụng ha. Cái mình bấm ngọn nó xuống miếng rồi mình trồng lại ạ. Rồi cây này nguyệt cát số 24 130.000. Số 25 mình có cây màu tím than dạng cánh kép ha, cây ba bo. Cây tím đang cho nụ nè. Bo ghép ra tựa. Bo ghép ha, ra tựa mập khỏe nè. Cây mình ba bo. Củ nó nằm gọn gọn thôi ha. Cây này số 25 giá 120.000 cho cây màu tím than. Rồi hôm nay con giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình bao nhiêu đây ha. Dạ bên con là chuyên cung cấp phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ạ. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị mình yêu thích hoa sứ laser thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình bấm đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Dạ con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi con. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ.